Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con xin thành kính đảnh lễ niệm ăn Hòa Thượng Viện Chủ, Đại Đức Trụ Trì cùng chư tăng tại Chùa Hoằng Pháp đã tạo cơ duyên cho Không Tú có được vinh hạnh lớn lao này, được trở về trong ngày lễ sám hối, gặp gỡ quý Phật tử và có buổi pháp thoại hôm nay. Chúng con thành kính đảnh lễ niệm ăn Hòa Thượng Viện Chủ, Đại Đức Trụ Trì cùng chư tăng. Nam mô A Di Đà Phật. Không Tú xin được gửi lời chào trân trọng, thân thương đến tất cả quý Phật tử đang hiện diện tại chánh điện Chùa Hoằng Pháp. Cũng gửi lời chào mừng đến toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trong khuôn viên Chùa Hoằng Pháp và theo dõi qua màn hình trình chiếu. Kính chúc tất cả quý vị một buổi chiều thật nhiều niềm hỷ lạc tại đạo tràng Chùa Hoằng Pháp tối hôm nay. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay hiện diện trước quý vị, Không Tú rất là vinh dự, rất là xúc động, rất là vui sướng. Quý vị biết không, cách đây 20 năm thì Không Tú cũng trong mùa an cư kiết hạ năm 2004 đã về Chùa Hoằng Pháp của mình để nương Hòa Thượng Trụ Trì cùng chư tăng an cư kiết hạ trong 3 tháng. Và đến hôm nay đúng y là 20 năm. Cho nên có thể nói là 20 năm một cuộc trở về, thưa quý Phật tử. Chính vì thế mà được trở về chùa xưa, được đảnh lễ tổ, lễ Phật, gặp lại quý thầy, gặp lại đạo tràng Phật tử thân thương, ta nói vô cùng xúc động. Giống như là về đây gặp cửa, gặp nhà, gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa, thưa quý Phật tử. Quý Phật tử thân mến, Không Tú xuất thân là dân tâm lý giáo dục, cho nên buổi lễ sám hối hôm nay, Không Tú sẽ chia sẻ với đạo tràng một đề tài mang hơi hướng của tâm lý giáo dục nhưng dưới góc độ là Phật giáo. Đề tài mang tên Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Mong quý Phật tử cùng đón nhận. Hạnh phúc là một chủ đề lớn của tâm lý. Trong tầm tay là nói về tư tưởng của giáo dục. Vì thế mà hạnh phúc trong tầm tay tính là tâm lý và giáo dục, thưa quý Phật tử. Bài giảng này sẽ giúp cho quý Phật tử hiểu được thế nào là hạnh phúc. Chúng ta có thể nếm trải được hạnh phúc trong cuộc sống này hay không? Dẫu chúng ta là người thất bại trên công việc làm ăn, trên địa vị, trong gia đình, nhưng chúng ta có thể nếm trải được hạnh phúc hay không? Có bao nhiêu loại hạnh phúc và hạnh phúc theo lời Phật dạy để chúng ta áp dụng vào đời sống hàng ngày như thế nào? Thì đó là những cái mà chúng ta sẽ chia sẻ, bàn bạc, và đó chính là ý nghĩa đề tài chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, để mở đầu buổi giảng này, chúng ta giao lưu một chút xíu ha. Ở đây thầy thấy có hai Phật tử rất là dễ thương, đẹp trai. Thầy xin mời Phật tử đứng bên đây cái. Có một câu hỏi thầy xin được phỏng vấn nhẹ đối với hai Phật tử cũng như đối với toàn thể đạo tràng của mình. Đó là trong cuộc sống của mình á, thì khi nào chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống của mình, khi nào chúng ta cảm thấy hạnh phúc? Xin mời anh giới thiệu về pháp danh của mình và chia sẻ cho đại chúng và Thầy cũng được nghe ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý Thầy, kính bạch toàn thể các quý thiện nam, các bạn đồng tu. Thì con hơi run ạ. A Di Đà Phật. Cứ bình tĩnh mà run. Dạ. Trong cuộc sống thì nó có muôn hình vạn trạng, nhưng con cảm thấy hạnh phúc nhất là khi được đến chùa, ngôi chùa Hoằng Pháp mà được các quý thầy đã ban bố những thời pháp nhủ cho chúng con biết thế nào là chính pháp, thế nào là sai pháp và tà pháp, để cho chúng con biết đường tu tập. Là con thấy điều đó là điều hạnh phúc nhất để cho chúng con noi theo. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, cùng dành cho anh một tràng pháo tay. Anh chia sẻ rằng anh cảm thấy hạnh phúc nhất là được về chùa, được gặp gỡ quý thầy, được nghe pháp để hiểu được con đường chánh pháp mà tu tập. Như vậy cái hạnh phúc của anh đó là sự hài lòng. Đó mà chúng ta có thể dùng hai từ là hài lòng. Hài lòng được gặp quý thầy, hài lòng khi được học hỏi chánh pháp, hài lòng khi được trở thành một người Phật tử. Rất là chúc mừng anh và chúc anh vững tiến trên đường đạo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi, vừa qua là một Phật tử trung niên, bây giờ tới Phật tử thanh thiếu niên. Thì hạnh phúc của Phật tử thanh thiếu niên là gì? Khi nào con cảm thấy mình hạnh phúc? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, tên là Nguyễn Đại Nam, 18 tuổi. Chủ trệ là ước mơ là có tương lai sáng tạo, học giáo, đạo giáo. Rồi chúng ta cùng dành cho em một tràng pháo tay. Cầu nguyện mười phương chư Phật ha, sẽ gia hộ cho con, sẽ đạt được cái điều mà con mơ ước trong tương lai, luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Thầy mời con về chỗ ha. Như vậy á, qua cái phần phỏng vấn nhẹ nhẹ đối với hai Phật tử thì chúng ta thấy được rằng á, trong cuộc sống khi nào chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc? Khi mà chúng ta cảm thấy hài lòng là cái thứ nhất, khi chúng ta cảm thấy vui vẻ là cái thứ hai. Như vậy thì bất kể lúc nào mà chúng ta cảm thấy hài lòng, cảm thấy vui vẻ là lúc đó chúng ta đang dâng trào cảm xúc. Giống như hôm nay quý vị về chùa thấy vui không? Thấy có hài lòng không? Vậy thì hạnh phúc chưa? Xin chúc mừng quý vị. Khi về chùa gặp được quý thầy tự nhiên thấy vui, gặp được đạo tràng tự nhiên thấy vui, được ngồi trong chánh điện như thế này tự nhiên thấy vui, thấy hài lòng. Chưa cần nghe pháp thì đã cảm thấy có hạnh phúc rồi, mà được nghe pháp nữa thì càng hạnh phúc hơn. Mô Phật. Cảm ơn quý Phật tử. Chúng ta hãy nhớ dùm cho Thầy hai từ khóa: hễ có vui vẻ là sẽ có hạnh phúc, hễ có sự hài lòng thì sẽ có hạnh phúc ha. Nhưng mà quý Phật tử ơi, sẽ có người nói với Thầy rằng: Thầy ơi, con sinh ra nhằm một vì sao xáo, gặp người thì người ghét, đụng chuyện thì chuyện hư, tiền bạc thì không có dư, mà tình cảm thì luôn thiếu. Vậy thì làm sao con thấy vui vẻ được? Vậy thì làm sao mà con thấy hài lòng được thưa Thầy? Thế thì làm sao mà con có thể nếm trải được hương vị của hạnh phúc là gì? Cho nên con thấy cuộc đời của con khổ quá à, cuộc đời của con thiệt thòi quá à, cuộc đời của con sao mà nó áp lực đau đớn quá à. Vậy Thầy có cách nào giúp cho con không? Thì thưa quý Phật tử, hạnh phúc nó có nhiều loại. Hạnh phúc có nhiều loại. Nhưng để cho quý Phật tử dễ nhớ và dễ thực hành, Thầy tạm chia thành hai loại hạnh phúc. Một là hạnh phúc của sự phụ thuộc, Đó, tức là khi nào chúng ta thỏa mãn, hài lòng với cái mong muốn của mình thì khi đó chúng ta có hạnh phúc. Và loại hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc theo nhà Phật mình dạy, đó là sự an lạc nội tại, hay còn gọi là hạnh phúc tự thân. Hạnh phúc này thì không cần phải mong muốn, không cần phải tìm cầu, mà chỉ cần quay trở lại với giây phút hiện tại để nhận ra điều mà mình đang có, thì khi đó lập tức chúng ta nếm trải hương vị của hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu loại hạnh phúc trước tiên ha. Đây là loại hạnh phúc mà hầu như tất cả quý Phật tử đều mong cầu, đều đặt niềm tin vào đó và đều hướng về nó. Mà không chỉ quý Phật tử mà tất cả con người sinh ra trên thế gian này hầu như đều đặt cái niềm tin và định hướng vào loại hạnh phúc này. Đó là hạnh phúc của sự phụ thuộc. Trời ơi, nghe ông thầy nói có sợ quá. Nhưng thưa quý Phật tử, sự thật nó dài. Hồi nãy em thanh thiếu niên vừa chia sẻ với chúng ta hạnh phúc của em ấy, đó chính là hạnh phúc của sự phụ thuộc. Có nghĩa là con ước mơ rằng tương lai con sẽ làm bác sĩ, con ước mơ tương lai con sẽ trở thành một giáo viên, hai con ước mơ tương lai con sẽ trở thành một giám đốc. Thì đó chính là thuộc cái kiểu loại hạnh phúc của sự phụ thuộc. Bây giờ thầy hỏi quý Phật tử nè, chúng ta đang sống trong một căn nhà mà nó cũ kỹ quá, nó lụp xụp quá. Chúng ta mong muốn rằng 2 năm sau chúng ta sẽ xây dựng được một ngôi nhà mới khang trang đẹp đẽ hơn, và chúng ta dồn hết tâm lực của mình vào vấn đề đó. Vậy mà 2 năm sau cũng không đủ tiền để xây dựng nên ngôi nhà mới. Lúc đó có hạnh phúc không? Có không anh? Có không chị? Không. Mà lúc đó nếu như 2 năm sau quả thực như mình mong muốn, chúng ta xây dựng được một ngôi nhà đẹp như ý, hạnh phúc không? Trào dâng không? Sung sướng không? Mô Phật, cảm ơn quý Phật tử. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là khi cái mong muốn của chúng ta được tội nguyện, được đáp ứng, thì khi đó lập tức chúng ta có hạnh phúc. Đó gọi là hạnh phúc của sự phụ thuộc. Chúng ta đang đi một chiếc xe, mà chiếc xe của chúng ta nó cũ quá, và chúng ta mong muốn rằng nửa năm sau chúng ta dành tiền để chúng ta mua được chiếc xe mới, để chúng ta đi cho nó an toàn hơn, cho nó tiện nghi hơn. Nhưng mà nửa năm sau chúng ta vẫn không có thể mua được chiếc xe này. Khi đó chúng ta có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Nhưng mà nhờ ơn Phật Tam Bảo gia hộ, nửa năm sau chúng ta mua được một chiếc xe như mình mong muốn. Hạnh phúc không ạ? Có không? Thật không? Dạ, cảm ơn quý Phật tử. Đó chính là hạnh phúc của sự phụ thuộc. Tức là mua được chiếc xe sẽ hạnh phúc, mà không mua được thì không hạnh phúc. Nghĩa là đối với những điều mình đặt ra mà mình làm không được thì chưa cảm thấy hạnh phúc, mà làm được thì sẽ thấy hạnh phúc. Tương tự đối với những chàng trai cô gái trẻ trẻ xinh xinh những chàng trai cô gái đang tuổi mới lớn như thế này thì sao ạ? Thường thầy nghe các bạn trẻ hay chia sẻ với nhau là phấn đấu kiếm được một người yêu, nhất là các cô gái đó. Kiếm được một người yêu với 3 tiêu chí là 3G. Bây giờ sử dụng wifi 4G rồi, nhưng mà mấy bạn đó vẫn tìm tiêu chí 3G. 3G là gì? Ga lăng, là giàu, là giỏi. Đó là ước mơ của các chị em, có phải không nhỉ? Muốn tìm được một người bạn trăm năm của mình là giàu, giỏi và ga lăng. Thế rồi mình bỏ thời gian công sức ra, mình đi quét các vệ tinh xung quanh mình. Mình quét một hồi mình thấy không có ai đáp ứng được các tiêu chí đó hết. Người giỏi, người giàu thì lại không ga lăng. Người ga lăng người giỏi thì lại không có giàu. Vậy mình có hạnh phúc không? Không. Mà tự nhiên mình vô chùa Hoằng Pháp, mình ra mình lại Quan Âm, mình cúi lưới mình lại, cái mình đứng lên, cái mình vô tình mình vấp phải ánh mắt của một anh đầy đủ 3G, vừa giàu, vừa giỏi, vừa ga lăng. Lúc đó hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc không? Hạnh phúc trào dâng, đúng không quý vị? Mô Phật, cảm ơn quý Phật tử. Đó là một kiểu hạnh phúc thứ nhất ha. Đó là hạnh phúc của sự phụ thuộc. Và cái ưu điểm của loại hạnh phúc này là nó làm cho con người ta phấn đấu, nỗ lực. Đang ở căn nhà sập xệ, phấn đấu 2 năm sau phải làm được căn nhà khang trang hơn. Cho nên mình có sự phấn đấu, có sự nỗ lực, có mục tiêu trong cuộc sống. Điều này rất là tốt, đúng không ạ? Chúng ta nỗ lực phấn đấu để 4 năm sau chúng ta lấy được cái bằng đại học loại khá, loại giỏi. Và vì cái nỗ lực, vì cái phấn đấu đó mà chúng ta đặt cái mục tiêu là loại giỏi, loại khá. Và khi đạt được thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tương tự như vậy trong cuộc sống, đối với những người làm nhân viên nỗ lực phấn đấu để 1 năm, 2 năm, 3 năm sau mình lên được chức trưởng phòng, hay mình lên được chức quản lý, hay là mình lên được chức giám đốc, thì đó là loại hạnh phúc của sự phụ thuộc. Nhưng nó có cái động cơ thúc đẩy cho mình phấn đấu trong cuộc sống, nỗ lực trong cuộc sống, sống có mục tiêu và sống có ý nghĩa. Quý Phật tử có công nhận với Thầy điều đó không ạ? Có không quý vị? Cảm ơn quý Phật tử. Nhưng quý Phật tử ơi, bàn tay nó có 2 mặt. Thì bên cạnh cái ưu điểm, nó cũng có một cái nhược điểm của loại hạnh phúc này. Đó là gì? Đó là nó làm cho con người ta luôn thấy thiếu. Bởi vì nó là một loại hạnh phúc của dục vọng, của tham vọng, cho nên con người ta sẽ luôn thấy thiếu. Và vì luôn thấy thiếu cho nên con người ta sẽ cảm thấy đau khổ. Vì luôn thấy thiếu nên cảm thấy đau khổ và không có mãn nguyện. Thầy thí dụ phấn đấu để có được 1 vợ. Có được 1 vợ rồi thì sao? Mong muốn có được 2 con. Được 1 vợ 2 con rồi thì sao? Mong muốn có được 3 lầu. Được 3 lầu rồi thì sao nữa? Dừng chưa? Chưa. Mà tiếp tục mong muốn có được 4 bánh. 4 bánh rồi thì sao nữa? Dừng chưa? Chưa. Mong muốn có được 5 cái miếng đất. Như vậy thì cái nhu cầu con người là nhu cầu bất tận. Cho nên cái loại hạnh phúc này đối với con người ta cảm thấy lúc nào cũng sẽ thiếu. Đạt được cái này rồi thì sẽ thấy vẫn còn thiếu, cho nên muốn đạt cái tiếp theo. Cho nên cái nhược điểm của nó là vậy. Và cái nhược điểm này nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào? Ảnh hưởng ở chỗ là nếu chúng ta không cẩn thận, không có chánh niệm, chúng ta cứ để cho dục vọng lôi cuốn, chúng ta cứ để cho các tham vọng của mình nó kéo mình, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ đánh mất đi các hạnh phúc trong hiện tại, mà chưa chắc chúng ta đạt được những cái chúng ta đề ra. Quý Phật tử hiểu ý này không ạ? Có nghĩa là như thế này, đôi khi chúng ta vì cái ham muốn của mình, cái dục vọng của mình, cái tham vọng của mình, để rồi chúng ta lao đào vào nó, chúng ta dành hết tâm sức cho nó, rồi chúng ta bỏ quên hết tất cả người thương của mình, người xung quanh mình, những thứ xung quanh mình, để chúng ta dồn toàn tâm từng lực cho nó. Nhưng mà chưa chắc nó sẽ thành công nha. Nhưng mà trước hết là chúng ta đánh mất đi những cái hạnh phúc trong hiện tại. Cho nên quý vị có thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta đó, có những con người họ rất là thành công, nhưng mà khi họ thành công xong rồi họ quay trở lại họ thấy con họ hư mất rồi. Họ thành công xong họ quay trở lại họ thấy vợ họ không còn chung thủy với họ nữa. Có không ạ? Đây chính là cái nhược điểm của cái loại hạnh phúc này. Thế thì quý Phật tử sẽ hỏi Thầy rằng, dạy Thầy ơi, Thầy kể ra như vậy thì có cái loại hạnh phúc nào mà chúng con có thể tận hưởng được trong giây phút hiện tại? Chúng con có thể sống thanh bình, yêu thương những người xung quanh của mình, và chúng con có thể sống trọn vẹn ý nghĩa của một kiếp người hay không? Thì Thầy thưa quý Phật tử, còn một loại hạnh phúc thứ hai, mà loại hạnh phúc này theo Phật giáo của mình gọi đó là sự an lạc nội tại. Cái hạnh phúc này bản thân Thầy gọi nó là hạnh phúc tự thân. Tự thân là sao? Có nghĩa là không cần tìm kiếm. Tự thân là sao? Tự thân là không cần phải mong cầu. Tự thân là sao? Tự thân là khi chỉ cần chánh niệm tỉnh thức, quay trở lại trong giây phút hiện tại, xem mình đang có những gì. Khi mình xem mình có những gì, mình sẽ phát hiện ra, trời ơi, tôi có cả một ngân hàng của hạnh phúc, tôi có cả một kho tàng của hạnh phúc, mà không cần phải tìm kiếm cái hạnh phúc ở những nơi xa xăm, hay tìm kiếm cái hạnh phúc của những thứ xa xỉ, xa hoa khác. Thầy thí dụ nha, bây giờ quý Phật tử ngồi đây, quý Phật tử hãy hít vào một hơi thật sâu, hít vào, thở ra một hơi thật dài, hít vào thật sâu, thở ra thật dài, hít vào thật sâu, thở ra thật dài. Rồi quý vị thấy, quý vị hít thở thấy có đã không? Thấy có nhẹ nhàng không? Thấy có sung sướng không? Đó là một loại hạnh phúc. Trong khi quý Phật tử ơi, giờ này, phút này, tại nhiều bệnh viện trong cả nước, có những bệnh nhân đang đấu tranh từng giây từng phút, giành giật từng hơi thở li ti để cố gắng bảo vệ cái tánh mạng của mình, cái mạng sống của mình. Thì trong khi chúng ta ngồi đây được hít thở không khí thật là trong lành, chúng ta thở một cách thật là tự nhiên, thật là thoải mái, vậy chúng ta có hạnh phúc hơn những người kia gấp trăm ngàn lần không? Có không ạ? Mô Phật. Đấy gọi là hạnh phúc tự thân, hay gọi là an lạc nội tại. Ngày hôm nay quý Phật tử đi về chùa mình đây nè, quý Phật tử ngồi đây, Thầy nhìn xuống ai cũng là gương mặt rạng ngời hết, ai cũng gương mặt như hoa sen, ai cũng đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân miệng. Chúng ta không bị khiếm khuyết một bộ phận nào trên cơ thể. Chúng ta có thấy may mắn không? May mắn không? Cực kỳ may mắn, đúng không ạ? Vì thế chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tán thán, chúc mừng cho sự may mắn của mình. Và khi chúng ta nhận ra điều đó thì chúng ta thấy mình hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc. Bởi vì có nhiều người, người ta bị khiếm khuyết cơ thể, người ta không được đẹp như mình, người ta selfie, người ta không dám tự tin như mình. Còn mình tự tin, em về tung tăng trên con gió mùa thu, em selfie hết tất cả mọi khía cạnh một ngóc ngách, và em tự hào với những tấm ảnh của em. Đó là hạnh phúc tự thân. Tự nó có, chỉ cần chánh niệm tỉnh thức nhận ra thôi là có hạnh phúc liền. Và theo khoa học não bộ của thần kinh ấy, gọi là khoa học sinh lý thần kinh, người ta nói rằng khi mà mình chánh niệm tỉnh thức, mình quay về với giây phút hiện tại để mình nhận ra cái mình đang có, thì khi đó lập tức trong não mình tiết ra hai loại hormone, đó là hormone endorphin và hormone dopamine. Hai loại hormone này nó sẽ làm cho thần kinh của mình hưng phấn, và nó sẽ tạo cảm giác hạnh phúc cho não bộ của mình. Và điều đó khoa học sinh lý thần kinh đã chứng minh được. Quý vị thấy hay không? Tuyệt vời vô cùng. Cho nên á, hôm nay nè, quý Phật tử đi về chùa, ai là người đi về chùa sám hối chiều hôm nay có người thân đi cùng, xin giơ một cánh tay. Có người thân đi cùng, người đó có thể là bạn bè, có thể người yêu, có thể anh chị em trong gia đình. Vâng, khoảng 30%. Vậy thì thưa quý vị, 30% những vị đó có cảm thấy mình hạnh phúc, có cảm thấy mình sung sướng bởi vì mình về chùa có người thân theo cùng không? Có không ạ? Có. Trong khi người ta lẻ loi một mình, người ta ngồi ở một chiếc ghế đá nào đó, người ta ngồi ở góc tường nào đó, còn mình đang ngồi với bạn của mình, đang ngồi với người thương của mình đang ngồi với bà con của mình, hạnh phúc lắm chứ. Trong khi có biết bao nhiêu người, anh ơi chiều nay em đi chùa Hoằng Pháp sám hối nha, thôi không được đi. Tức là ông xã, bà xã không cho đi chùa, không cho đi. Mà chúng ta được ngồi trong chùa đây, vậy thì chúng ta có hạnh phúc hơn những người đó không quý vị? Có không ạ? Mô Phật. Đó được gọi là hạnh phúc tự thân. Đó được gọi là an lạc nội tại mà không cần phải mong cầu. Chỉ cần chánh niệm, tỉnh thức, quay về với giây phút hiện tại, tự nhiên mình thấy nguồn an lạc hạnh phúc hiện diện trong đời sống của mình ngay lập tức. Phải không? Ngay cả những người mà đi chùa hôm nay có một mình, quý vị cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu quý vị chánh niệm. Chúng ta thấy rằng có biết bao nhiêu ông xã, bà xã không cho vợ mình đi chùa, không cho chồng mình đi chùa. Mà mặc dù ông xã, bà xã mình không đi chùa với mình, nhưng mà cho mình đi chùa, tạo điều kiện cho mình đi chùa, thì ông xã, bà xã của mình cũng là number one. Ông xã em number one, bà xã em cũng number one. Và vì thế ông xã, bà xã của mình cũng xứng đáng được tán thán và xứng đáng dành một tràng pháo tay cho ông xã, bà xã ở nhà. Cho nên quý Phật tử thấy không, chánh niệm, tỉnh thức, nhận ra cái mình có thôi, tự nhiên an lạc hạnh phúc xuất hiện liền. Đúng không anh? Đúng không cụ? Dạ. Đúng không cụ? Dạ, cảm ơn ông cụ. Nên nó đã lắm quý vị. Mình học Phật Pháp mà khi mình thâm nhập, mình hiểu được Phật Pháp, mình cảm thấy sung sướng lắm, sung sướng vô cùng. Và chính vì thế quý Phật tử à, có một cái người phụ nữ ở tuổi trung niên. Người phụ nữ này thấy rằng sao bạn bè của mình nó sướng quá, nó có phước quá, nó được đi xe xịn, nó được ở nhà cao cửa rộng, rồi nó có túi hiệu, nó có giải hiệu, còn mình thì ăn mặc giản dị quá, bình thường quá. Nhiều khi đi đám cưới mà không biết bận cái bộ váy nào cho nó hợp, không biết bận cái bộ váy nào cho nó tương xứng. Cô buồn. Cô buồn vì thế mà cô ngồi cô khóc. Thì bỗng nhiên có một bàn tay bé tí tẻo teo, nó cầm ở đâu một cái khăn, nó lại nó chậm nước mắt của cô. Đó là bàn tay của đứa con gái dễ thương, dễ mến của cô. Nó nói rằng mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con yêu mẹ. Và nó ôm lấy cô, nó hôn lên má cô một cái, nó còn đưa tay vô túi rút ra một cái kẹo cho mẹ nó. Chính cái giây phút đó, cô gái này bừng tỉnh. Cô thấy rằng thì ra hạnh phúc không phải là những cái xa hoa, mà hạnh phúc nó đến từ những điều bình dị nhất, nhỏ nhiệm nhất trong cuộc sống này. Nó đến từ nụ cười của con mình, nó đến từ ánh mắt hồn nhiên của cháu mình, nó đến từ sự quan tâm của con gái mình dành cho bản thân mình. Hạnh phúc không quý vị? hạnh phúc đó có đánh đổi bằng xe hơi nhà Lào được không? Được không ạ? Ai cũng từng làm cha làm mẹ trong đạo tràng này, phần lớn chúng ta đều cảm nhận được, đúng không ạ? Cho nên thưa quý Phật tử, nhận ra những điều bình dị xung quanh thôi có hạnh phúc. Và chính vì thế mà ưu điểm của cái loại hạnh phúc này, nó giúp cho chúng ta nhận ra rằng giá trị cuộc sống là hãy trân trọng, trân quý những thứ đang hiện diện xung quanh mình. Bằng tuổi như anh đây mà còn có cha, còn có mẹ để gọi điện về hỏi thăm vào mỗi cuối tuần, thì đó là một hạnh phúc rất lớn. Bằng tuổi như ông bác đây mà còn có bà xã để mình gặp gỡ hàng ngày, là một hạnh phúc vô cùng lớn lao. Và khi mà chúng ta nhận ra điều đó thì chúng ta thấy rằng bữa cơm mà có đầy đủ các thành viên trong gia đình là một hạnh phúc lớn. Chúng ta nhận thấy sức khỏe của con cái mình nó khỏe mạnh, đó là hạnh phúc lớn. Chúng ta nhận thấy thành viên trong gia đình mình chưa ai đoàn tụ với ông bà hết, thì đó là hạnh phúc rất lớn. Vì sao chúng ta nhận thấy điều đó? Là bởi chúng ta chánh niệm tỉnh thức, chúng ta quay về với giây phút hiện tại, và tự nhiên chúng ta sẽ nhận ra những cái chúng ta đang có. Và khi chúng ta nhận thấy những cái đang có đó, chúng ta thấy nó thiêng liêng với mình vô cùng, ý nghĩa với mình vô cùng. Chúng ta trân quý nó, yêu thương nó, và chính điều đó đem đến chúng ta sự hạnh phúc. Quý vị có công nhận với Thầy điều đó không? Cho nên thưa quý Phật tử, một nhà văn người Thệ Sĩ, bà là một nhà văn cũng đồng thời là một nhà thám hiểm. Bà tên là Isabel Oberholt. Bà có phát biểu một câu mà Thầy thái vô cùng tâm đắc. Bà nói rằng chớ bao giờ cố tìm hạnh phúc mà người ta sẽ tìm thấy nó ở bên đường. Có nghĩa là hạnh phúc hiện diện xung quanh mình, chỉ cần chánh niệm tỉnh thức nhận ra thôi, chúng ta sẽ thấy được, nếm trải được hương vị của hạnh phúc. Và Thầy hy vọng rằng sau cái buổi lễ này về, khi quý vị về nhà, quý vị thấy rằng những gì hiện diện trước mắt quý vị, tất cả đều là sự màu nhiệm, và tất cả đều là niềm sung sướng, hạnh phúc mà cuộc đời ban tặng cho mình. Được không quý Phật tử? Cảm ơn quý Phật tử nha. Và khi nhận được điều này thì chúng ta sẽ có thái độ sống như thế nào? Thưa quý Phật tử, nếu như chúng ta định hướng, chúng ta mưu cầu hạnh phúc vào những thứ mà chúng ta mong muốn đạt được, thì cái đó gọi là hạnh phúc của sự phụ thuộc. Và hạnh phúc đó nó sẽ đến với chúng ta trong tương lai. Nhưng mà nếu như chúng ta đặt cái hạnh phúc của mình vào cái sự an lạc nội tại, hạnh phúc tự thân, thì ngay trong giây phút hiện tại chúng ta đã có sự an lạc, có sự hạnh phúc rồi, đúng không? Yêu nhau không phải đợi đến ngày rước giao mới là hạnh phúc. Rước giao là chuyện hạnh phúc tương lai. Nhưng nếu chúng ta biết quay trở về với giây phút hiện tại, thì mỗi ngày gặp nhau đều là hạnh phúc. Mỗi lời quan tâm dành cho nhau đều là hạnh phúc. Mỗi cử chỉ trân trọng dành cho nhau đều là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc đó được gọi là an lạc nội tại. Và hạnh phúc an lạc nội tại thì nó sẽ diễn ra trong hiện tại. Và khi chúng ta hiểu được điều này rồi thì chúng ta cảm thấy nó an lạc, nó tự tại lắm. Có một thanh niên, anh ta yêu một cô gái, và hai người yêu nhau từ thời sinh viên, cho nên 8 năm trường yêu nhau. Và hai người cùng hẹn ước, xây dựng nên biết bao nhiêu là mơ ước, bao nhiêu là viễn cảnh đẹp cho mối tình của mình. Nào là một ngôi nhà, nào là những đứa con và những nụ cười, nào là đi du lịch đến nơi này nơi kia, nào là đến chùa này để làm lễ hằng thượng, hay đến chùa kia để làm lễ hằng thượng, nhiều thứ lắm. Trải qua 8 năm yêu đương, rồi bỗng một hôm cô gái này rẽ lối khác, và thế là chàng trai này cảm thấy đau khổ. Đau khổ bởi vì sao? Chàng thấy rằng cô gái này ra đi thì coi như tương lai của mình chấm dứt. Đường trước bây giờ nó mịt mờ, không thấy ánh sáng nữa, không thấy cái động lực để tiếp tục phấn đấu nữa. Cho nên chàng trai quyết định là cuộc đời mình chấm dứt luôn tại đây. Quyết định như thế cho nên chàng trai đã leo lên cái ban công của một tòa nhà 5 tầng. Định làm gì quý Phật tử? Định nói rằng ông bà ơi cho con đi với. Thì bà con cô bác trong cái tòa chung cư đó phát hiện, họ mới hoảng hốt, họ mới chạy lên và họ khuyên rằng người thì kêu con ơi đừng có dại con ơi, cuộc đời này nhiều người nữ lắm, không có đứa này thì có đứa khác. Người thì con ơi đừng có dại con ơi, suy nghĩ lại đi con. Nhưng mà không có ai làm lung lay được suy nghĩ của anh này. Thì bỗng nhiên trong đám đông đó có một người nào đó nói lên cái câu nói rằng mày khùng quá, mày ở với vợ người ta 8 năm trời, mày có lỗ lã gì đâu mà mày đòi chết. Chỉ câu nói đó thôi mà không hiểu sao anh này ảnh bừng ngộ quý vị. Ảnh sực tỉnh ra. À ha, sở dĩ mình thấy mình biết lối, biết đường là bởi vì mình nghĩ rằng cô gái này là người yêu của mình. Hiểu không? Người yêu của mình. Đây là người yêu của tôi. Mà nó là của tôi nên đánh mất thì có tiếc không? Tiếc vô cùng vô kể. Nó là của tôi nên mất thì có buồn không? Buồn. Trong khi cái ông nào đó ông nói đại cái cao gọi là mày ở vợ người ta 8 năm trời, có lỗ lã gì đâu. Từ cái chỗ chuyển từ cái suy nghĩ là người yêu của mình chuyển sang suy nghĩ là vợ của người ta. Vậy thì người yêu của mình và vợ người ta khác hay giống nhau? Tuy cùng một người nhưng suy nghĩ lại khác nhau liền. Vợ người ta ở vợ người ta có lỗ lã gì đâu, có lỗ lã gì đâu. Chứ còn nghĩ rằng đây là người yêu của mình 8 năm trời bây giờ bị mất đi, đau lòng. Và chính vì thế anh đó đã thay đổi ý định. Ban đầu chàng trai muốn tự vận vì mất đi cái mối tình 8 năm của mình. Đó chính là hạnh phúc của phụ thuộc. Phụ thuộc vào người con gái, nghĩ rằng cô gái này mới là hạnh phúc của mình, mới là tương lai của mình. Cho nên bây giờ mất cô gái, thành ra mình không còn hạnh phúc nữa, không còn tương lai nữa, đúng không ạ? Đó là hạnh phúc của sự phụ thuộc. Sau đó bị ai đó khai ngộ. Khai ngộ điều đó thì anh nhận ra cái hạnh phúc nội tại của mình. Và thế là sao ạ? Từ cái hạnh phúc phụ thuộc là em ơi lửa tát bình hết rượu, đời vắng em rồi vui với ai, không còn ai vui nên anh đi tự tử. Thì nhận ra cái hạnh phúc tự tại là sao? Hạnh phúc tự tại là ngày xưa đó ta trao nhau tình yêu đó, anh mong em là tất cả, nhưng người đến là vì duyên, người đi là vì duyên, người ở cũng vì duyên. Thế nên ngọt ngào đến mấy thì nó cũng sẽ tan thành mây. Và vì thế thì duyên đến thì mình quý, mà duyên đi thì mình bung, không có cưỡng cào được nữa. Cho nên đó là thái độ rất là tích cực. Duyên đến thì quý, duyên đi thì bung. Người đến vì duyên, người ở cũng vì duyên, mà người đi thì cũng vì duyên. Cho nên duyên đến thì quý, duyên đi thì buông, không có cưỡng cầu. Chính vì vậy mà có hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại. A Di Đà Phật. Vậy nên người ta hỏi rằng, vậy thì thời khắc nào là quan trọng nhất trong cuộc đời? Người nào là người quan trọng nhất trong cuộc đời? Và câu chuyện gì là chuyện quan trọng nhất? Thì có một vị thiền sư mới nói rằng cái thời khắc quan trọng nhất đó là thời khắc hiện tại. Giống như giờ quý vị đang ngồi trong chùa, trong chánh điện nghe Pháp, thì đây là thời khắc quan trọng nhất. Đâu là người quan trọng nhất? Không phải là người đang ở nhà, không phải là người sẽ gặp trong tương lai, mà người quan trọng nhất là người đang hiện diện với chúng ta trong đạo tràng này. Đâu là chuyện quan trọng nhất? Không phải là chuyện nấu cơm vào ngày mai, không phải là chuyện đi ăn cưới bữa hôm qua, mà chuyện quan trọng nhất là chuyện đang ngồi nghe Pháp. Cho nên quay trở về với giây phút hiện tại, chúng ta sẽ có an vui hạnh phúc. Vì thế mà lâu nay thì chúng ta không nghĩ như vậy. Chúng ta cứ để tâm bận rộn về quá khứ, hay lo lắng về tương lai, rồi quay quẩn trong vòng bùn dặn, tháng năm xào khổ miệt mài. Đúng không quý Phật tử? Và khi chúng ta nhận ra được cái hiện tại nhiệm màu á, cái an lạc nội tâm á, thì chúng ta sống rất là tự tại. Ngày xưa khi mà Nguyễn Trãi á, khi ông đi ra ngồi Côn Sơn, ông sống với cảnh núi rừng. Khi mà ông ngồi ông nghe suối chảy á, thì chúng ta cũng đi suối rồi, đúng không ạ? Chúng ta nghe suối chảy thì chúng ta nghe nước nó chảy ầm 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 ầm. Nhưng mà khi Nguyễn Trãi quay về với giây phút hiện tại, Nguyễn Trãi phát hiện ra và viết lên cái bài thơ Côn Sơn Ca. Bài thơ đó như sau: Côn Sơn suối chảy ì ầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Côn Sơn có đá rêu phong, ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm. Có nghĩa là khi con người ta quay trở về với hạnh phúc nội tại thì sao? Thì nghe tiếng suối chảy rì rầm cũng giống như nghe tiếng đàn cầm bên tai. Đi trên đá mà nó mọc lên những lớp rêu phong á, thì cũng cảm tưởng như là mình đang đi trên đệm êm vậy. Và chính Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Điệu Ngự Giác Hoàng, tức là vị Phật Việt Nam của chúng ta đó, Ngài cũng nói cái tư tưởng này trong cái bài thơ Vãng Xuân của Ngài. Đó là thở bé chưa từng rõ sắc không. Tức là lúc nhỏ chưa có hiểu được cái an lạc nội tại, cho nên là thở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Mùa xuân về thì thấy lòng mình rộn rã lắm, bởi mùa xuân về được mặc áo mới, được nhận lì xì, được đi chúc Tết, được đi chơi. Cho nên xuân về thì lòng rất là rộn ràng. Nhưng mà sao? Chúa xuân nay được ta khám phá. Tức là đã ngộ ra cái niềm an lạc nội tại rồi, ngộ đạo rồi, thì thấy gì ạ? Thiền bản bồ đàn ngắm cánh hồng. Thì lúc này ngồi thiền, trong phòng thiền ngồi trên bộ đàn, nhìn ra cánh cửa, thấy cánh hồng rơi mà tự dâng trào lên niềm hỷ lạc. Khác với cái hạnh phúc ngày xưa. Hạnh phúc ngày xưa là hạnh phúc của sự phụ thuộc. Mỗi khi thở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng là hạnh phúc của sự phụ thuộc. Nay quay về với hạnh phúc của sự an lạc nội tại là sao? Chúa xuân nay được ta khám phá, thiền bản bồ đàn ngắm cánh hồng. Quý vị thấy tuyệt vời không? Cho nên khi mà nắm được cái tư tưởng này rồi á, thì dạo tối nay về mà có bị ông xã bà xã la mắng thì chúng ta cũng cảm thấy tự tại nha, cũng cảm thấy vui vẻ nha. Dẫu cho sao ạ? Bà xã la mắng ầm ầm thì ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Dảo bà xã có đá ra sân, thì ta nằm hóng mát như nằm nệm êm. Được không? Tại vì lúc này chúng ta đã có sự an lạc nội tại rồi, đúng không ạ? Mỗi khi bà xã bà la, ông xã la thì mình nói rằng bà xã không quan tâm mình, ghét mình. Nhưng nay ông xã la, bà xã la, mình thấy rằng có thương thì mới có la, chắc là quan tâm mình nên mới la mình. Cho nên bà xã la mắng ầm ầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Mà bà xã có đá ra sân thì ta nằm hóng gió như nằm nệm êm. A Di Đà Phật. Rồi thưa quý Phật tử, cái hạnh phúc của sự phụ thuộc nó giúp chúng ta sống có mục tiêu. Sống có mục tiêu, có định hướng, nó cũng rất là quan trọng. Và cái an lạc nội tại thì nó cũng rất là quan trọng. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta làm sao để có hạnh phúc trọn vẹn? Thì bây giờ chúng ta áp dụng giáo lý của Đạo Phật vào cuộc sống. Đó là giáo lý trung đạo. Trung đạo là thái độ sống rời xa hai thái cực, không chấp vào xa hoa hưởng dục, cũng rời xa cái khổ hạnh ép xác. Tương tự như vậy, đối với con đường chinh phục hạnh phúc, chúng ta cũng đừng có xa vào cái việc đặt ra các mục tiêu xa, rồi dành hết tâm lực vào các mục tiêu đó. Vô tình chúng ta bỏ rơi đi hạnh phúc bên cạnh mình. Chúng ta cứ mãi lo làm ăn, để rồi khi quay lại chúng ta thấy gia đình chúng ta đứng trên bờ vực thảm. Chúng ta cứ mãi lo cái việc tiến thủ để đạt được cái mục tiêu nào đó, tới khi chúng ta nhìn nhận lại thì chúng ta thấy rằng người thương của mình không còn bên cạnh nữa. Chúng ta cứ mãi cuộc sống mưu sinh, để khi chúng ta nhận ra rằng ba mẹ của mình quên quan tâm. Cháu của mình quên quan tâm. Người thân của mình quên quan tâm. Cho nên chúng ta phải thực hiện nếp sống trung đạo. Trung đạo là bí quyết sống hạnh phúc, là khi chúng ta biết cân bằng và hài hòa giữa các thái cực với nhau. Hỏi quý Phật tử nào, ông bà chúng ta có câu rằng chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi thì bớt củi, có đời nào khê. Đó chính là thái độ sống trung hòa, thái độ sống theo trung đạo, cân bằng và hài hòa. A Di Đà Phật. Rồi đối với các em nhỏ nè, chúng ta hay nói rằng học mà không chơi thì bán rơi tuổi trẻ, chơi mà không học thì bán rẻ tương lai. Vậy thì thực hiện theo lối sống trung đạo, chúng ta phải vừa chơi mà vừa học, phải cân bằng cả hai cái thì mới có sự phát triển trọn vẹn, đúng không hả? Dạ. Trong Phật giáo mình có câu gì? Tu mà không học là tu mù, là một thái cực. Có nghĩa là sao? Là tu mà không có học. Học mà không tu là gì? Là đãi đựng sách. Bên này học không à, bên này tu không à. Cho nên thái độ sống trung đạo, cân bằng hài hòa thì phải vừa học mà vừa tu. A Di Đà Phật. Yêu thì khổ, một thái cực. Không yêu thì lỗ. Vậy trung đạo là sao đây? Trung đạo là yêu nhưng mà không có chấp trước, yêu mà không có để cho mình lụy, yêu mà không có để cho mình mất đi sự trân trọng ha. Chính vì vậy mà thái độ sống trung đạo là thái độ sống hạnh phúc, bí quyết sống hạnh phúc để cân bằng các thái cực. Ngoài ra còn rất là nhiều thái cực khác mà Thầy gợi ý để quý Phật tử suy nghĩ, sau đó chúng ta áp dụng ha. Thí dụ như cân bằng giữa lối sống thiên về vật chất và lối sống chuộng về đời sống tinh thần, cũng cần phải cân bằng hài hòa giữa hai. hay về sức khỏe và tiền bạc cũng phải cân bằng. Kiếm tiền nhưng cũng phải chăm sóc cho sức khỏe. Hay là giữa công việc mưu sinh với đời sống gia đình cũng phải cân bằng. Hay là giữa cho đi và nhận lại, người cho mình một nụ cười mình phải trả lại bằng lời cảm ơn. Người cho mình cái bánh ít mình phải gửi lại người cái bánh quy. Hay là giữa tu học cá nhân với lại mưu sinh gia đình. Rồi giữa thu nhập và chi tiêu đều phải có sự cân đối hài hòa. Đó gọi là thái độ trung đạo trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Và khi có sự cân đối hài hòa này thì quý vị thấy có hạnh phúc không? Có hạnh phúc. Do vậy chúng ta sẽ thấy rằng trung đạo không chỉ là con đường giác ngộ mà còn là bản đồ của hạnh phúc. A Di Đà Phật. Đúc kết lại vấn đề ngày hôm nay, Thầy vừa chia sẻ với Phật tử đề tài hạnh phúc trong tầm tay. Có nghĩa là qua đề tài này Thầy mong muốn rằng tất cả Phật tử chúng ta, anh cũng có khả năng hạnh phúc, chị cũng có khả năng hạnh phúc, ông cụ cũng có khả năng hạnh phúc, một em bé cũng có khả năng hạnh phúc. Đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Dưới con mắt chánh niệm thì tỉnh thức và chánh niệm thì tất cả mọi thứ đều là màu nhiệm, đều là hạnh phúc, thưa quý Phật tử. Cho nên trước kia khi chưa tu á, thì Thái luôn luôn thiếu. Bây giờ nghe giảng rồi thì trong cái thiếu mà Thái đủ, trong cái lạnh mà tìm Thái cái ấm, trong cái nóng mà tìm Thái cái mát. Đó chính là dung hòa cân bằng và hạnh phúc trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Buổi giảng đến đây xin phép được dừng lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn toàn thể quý Phật tử đã chú ý lắng nghe. Chúng con thành kính đảnh lễ niệm ăn Hòa Thượng Viện Chủ, Đại Đức Trụ Trì cùng chư Tăng tại Vũng Tự đã tạo cơ duyên cho Không Tú có được buổi gặp gỡ thú vị như thế này đối với quý Phật tử. Nguyện chúc trên Hòa Thượng Viện Chủ, chư Đại Đức Tăng tại Vũng Tự pháp thể khinh an, tuệ đăng bất tuyệt, cửu trụ ta bà để lợi lạc cho quần sanh. Kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng cũng như đang thính pháp qua màn hình được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Và hãy nhớ luôn hạnh phúc nhé quý vị. Câu cuối cùng, Phật yêu thương tất cả chúng sanh, Thầy cũng yêu thương tất cả quý Phật tử. A Di Đà Phật.